Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình nhận định trước trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Nam Định trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2023-2024 diễn ra vào lúc 18 giờ tối ngày hôm nay, ngày 3 tháng 3 và được tường thuật trực tiếp trên FPT Play cũng như là TV360. Trước khi đến với chương trình nhận định ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video và share video này để video có thể lan tỏa nhiều hơn tới mọi người. Và tất nhiên rồi, quý vị và các bạn có thể dự đoán tỷ số phía dưới phần bình luận để chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trong chương trình livestream diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã biết, trong buổi tối ngày hôm nay, trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ diễn ra 5 trận đấu của vòng đấu thứ 12 cơ. Vào lúc 17 giờ thì Quảng Nam sẽ đối đầu với Bình Định. Vào lúc 18 giờ thì sẽ đồng loạt diễn ra hai trận đấu, đó là cuộc so tài của Khánh Hòa với Hà Nội, của Sông Lam Nghệ An với Nam Định, trận đấu mà chúng ta đi nhận định đây. Và vào lúc 19 giờ 15 thì hai trận đấu khác, đó là Công an Hà Nội gặp Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với BKMX Bình Dương. Thực sự mà nói thì vòng đấu này, cặp đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Nam Định, nó sẽ mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc cũng như là được dự đoán là đây là một trận đấu hấp dẫn, bởi vì đây là trận đấu của hai đội bóng, là một là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất của V-League, người ta hay gọi trêu là U23 Sông Lam Nghệ An, còn một đội bóng còn lại là một đội bóng mà có ngoại binh rất là chất lượng bậc nhất ở V-League thời điểm hiện tại, đó là những ngoại binh mang tên Henrio và Rafinson. Đây là hai cái họng pháo mà đang giúp cho Nam Định bay cao ở mùa giải năm nay. Nói không quá khi nói rằng những cái gì mà Nam Định đang có được ở mùa giải này và đang bay cao, đang đua địch như thế này là có đóng góp cực kỳ lớn của Ramson cũng như là Henrio, hai người này đang trong cái top ghi bàn nhiều nhất của V-League, và Henrio Ramson thậm chí còn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 13 pha lập công chỉ sau có 11 trận đấu, một hiệu suất ghi bàn mà từ trước tới nay Ramson chưa có được, bởi vì mấy năm thi đấu V-League thì năm nay cái hiệu suất ghi bàn là đang là tốt nhất, là một cái thành tích rất ấn tượng. Đây không hổ danh là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V-League ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Thì cái màn trình diễn của Nam Định ở mùa giải năm nay, đặc biệt là sau chiến thắng rất là kịch tính trước Hà Nội FC, nó giúp cho Nam Định có thêm cái sự tự tin và sức mạnh, niềm cảm hứng để mà đối đầu với Sông Lam Nghệ An. Thì thực sự mà nói thì Nam Định là một cái đội bóng mà họ thi đấu trên sân vận động Thiên Trường thì đá rất tốt. Tuy nhiên thì mỗi khi mà rời xa cái thánh địa của mình thì cái màn trình diễn của Nam Định nó ít nhiều bị ảnh hưởng, chưa kể là chúng ta biết rằng là ở thời điểm hiện tại thì cái mật độ ở V-League thi đấu mật độ dày quá đấy, cho nên là cái nền tảng thể lực bị xuống và yêu cầu huấn luyện viên phải xoay tua được đội hình. Thì cái đội hình của Nam Định thực tế mà nói thì cái chất lượng đội hình một là rất tốt, tuy nhiên thì để có một số cái gương mặt vào sân đấu ấy dự bị thì cũng chưa thể nào mà cập được đâu, và đặc biệt là hàng thủ của Nam Định cũng hớ hênh lắm. Nói chung là hàng công thì đang làm tốt cái nhiệm vụ là lấy công bù thủ đấy, mặc dù là vừa bổ sung ông Lucas nhưng mà trận đấu trước gặp Hà Nội FC thì cũng đã lọc lưới hai bàn, và Lucas ở trận đấu đấy còn suýt chút nữa là phản lưới nhà cơ. Thực ra mà nói đó là trận đấu đầu tiên đá chính ở V-League thì có đôi chút bỡ ngỡ, nhưng mà càng về lâu về dài thì Thuật Thể Thao tin rằng là cầu thủ này sẽ là một cái chốt chặn rất quan trọng đối với Nam Định trong cái việc mà bảo vệ mảnh lưới của Nguyên Mạnh. Thì gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu này, về mặt lý thuyết mà nói thì đây là một trận đấu mà cội vàng cho Nam Định để mà giành chiến thắng, bởi vì thực tế mà nói thì Sông Lam Nghệ An là đội bóng bị đánh giá thấp hơn, chất lượng đội hình yếu hơn, giá trị đội hình cũng không bằng được Nam Định, nói thẳng luôn là như vậy. Giá trị chuyển nhượng theo định giá ở chuyên gia Transfermarkt thì Nam Định kém hơn Sông Lam Nghệ An rất là nhiều, và đặc biệt là cái lợi thế duy nhất mà Sông Lam Nghệ An có được ở trận đấu này đó chính là cái yếu tố sân nhà mà thôi. Thực tế mà nói thì trên sân nhà của mình thì Sông Lam Nghệ An đang có thành tích đầu tương đối tốt, trước Nam Định. Từ năm 2018 tới nay thì tính từ năm 2019 thì Nam Định, Sông Lam Nghệ An chưa thua Nam Định trên sân Vinh đấy. Khi mà hòa 0-0 này, hòa 1-1 này, thắng 2-1 đấy, thắng 2-1. Trong tổng số 10 lần so tài gần đây của hai đội bóng này ấy, thì Nam Định là thì Sông Lam Nghệ An đang thua 5 trận, hòa 2 và chỉ thắng là có 3 trận thôi. Và những cái chiến thắng của Sông Lam Nghệ An thì đó là những chiến thắng vào năm 2022 với tỷ số 2-1 đấy. Vào năm 2018 với tỷ số 3-2 trên sân Thiên Trường nữa. Đó,
Nói chung là thực tế mà nói thì đây là trận đấu sẽ khó khăn đối với sông Lam Nghệ An, bởi vì Nam Định ở thời điểm hiện tại khác hơn rất nhiều so với Nam Định ở mùa giải 2022, nơi mà sông Lam Nghệ An có thể giành được chiến thắng, bởi vì ở thời điểm hiện tại chất lượng đội hình của Nam Định là tốt hơn, chưa kể là sông Lam Nghệ An cũng yếu hơn so với chính họ nữa. Thì đây là một trận đấu mà thầy trò viên Phan Như Thuật sẽ phải liệu cơm gấp mắm và sẽ phải có một cái đấu pháp hợp lý. Nếu như mà chơi tấn công trước Nam Định thì chẳng khác nào là dùng sở đoản để đối sở trường của đối thủ cả, vì Nam Định rất thích đá với những cái đội bóng mà có thiên hướng chơi tấn công. Đây là trận đấu mà sông Lam Nghệ An sẽ phải tính toán. Thực sự cái sự trở lại của Đinh Xuân Tiến là một cái cú hích rất lớn của đối với sông Lam Nghệ An, vì cầu thủ này trở lại là ngay lập tức đã tỏa sáng được. Đây là một cái họng pháo rất là quan trọng với sự tỏa sáng của Đinh Xuân Tiến cũng như là Olaha và Mạnh Quỳnh và một số cầu thủ khác nữa trên hàng công của sông Lam Nghệ An. Thì với cái hàng tiền đạo này thì sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Nam Định, nhưng vấn đề là hàng thủ của sông Lam Nghệ An sẽ làm việc như thế nào. Thì đây là một bài toán cũng không phải là dễ đối với sông Lam Nghệ An đâu, vì trên thực tế thì đội bóng này cũng không phải là có thành tích thi đấu trên sân nhà quá tốt. Ở mùa giải năm nay thì sông Lam Nghệ An đá 5 trận đấu trên sân nhà nhưng mà cũng chỉ thắng được có 2 trận thôi, hòa 2 và thua 1. Thì hai cái đội bóng trong khi đó thì Nam Định thì cũng không phải là đá sân khách tốt. Sân khách ở mùa giải năm nay thì Nam Định mới giành được có 3 chiến thắng thôi và cũng có 2 thất bại rồi, chưa hòa trận nào cả. Nam Định là chỉ 1 là thắng, 2 là thua trên sân khách. Thì đây là trận đấu mà thầy Thao cho rằng với cái phong độ và cái sự hưng phấn của sông Lam Nghệ An khi được thi đấu sân nhà, và trận đấu gần nhất sân nhà họ đã thắng được Bình Định ấy, thì đây là cái trận đấu mà chắc chắn sông Lam Nghệ An họ sẽ đá với một cách thực dụng, đá phòng ngự phản công để chờ cho Nam Định sơ hở tung cái đòn trừng phạt. Và nếu như mà Nam Định mà vội hóa được các mũi tấn công của sông Lam Nghệ An, kèm chặt được Olaha và khóa chặt được Xuân Tiến, thì thầy Thao cho rằng Nam Định hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu giành chọn 3 điểm được. Và thầy Thao dự đoán đây là trận đấu mà Nam Định có thể đánh bại được sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1 hoặc là 3-2 để mà tiếp tục dẫn đầu với bảng xếp hạng V-League. Và với nếu như mà đánh bại được sông Lam Nghệ An ấy, thì Nam Định sẽ có một cái bước chạy đà rất tốt cho cái trận đấu với Thanh Hóa ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi trước khi mà V-League tạm nghỉ để mà nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận đấu với Indonesia vào ngày 21 và ngày 26 tháng 3. Sau đó thì V-League sẽ trở lại bằng giai đoạn 2 lượt về. Đó là nhận định của Thuầy Thao về trận đấu này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về tỷ số của trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Nam Định thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Thuật Thể Thao.